Chào quý khách hàng và bà con, đây là ngãn công ty cây xanh Gia Nguyễn đang tiến hành giao 300 cây vối Bắc cho anh Hưng ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Cây vối Bắc cung cấp cho anh có chiều cao 1m, có nhiều rễ tơ và đã đủ ngày tuổi xuất vườn. Cây xanh tốt, không sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Đơn hàng này cây xanh Gia Nguyễn đã đóng gói và vận chuyển bằng xe bán tải ra chành xe Tô Châu gửi về Đồng Tháp cho khách hàng. Cây vối Bắc có nhiều công dụng, các thành phần trên cây như lá, nụ hoa, thân, rễ đều được sử dụng để hãm nước uống giải khát, sử dụng làm nguyên liệu bào chế thuốc chữa bệnh rất lành tính và an toàn cho con người. Công ty chúng tôi đang có vườn ươm tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và vườn trưng bày cây giống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng và bà con có nhu cầu mua cây vối Bắc, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 0937670722 bên phải phía trên màn hình để được tư vấn và báo giá. Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng và bà con.